tim làm sao? Tim cứu được ai ạ? Chắc hộ anh ca sĩ ảo hay thiệt đâu. À, no, no, ca sĩ ảo thì anh yên tâm đi. Không sợ ca sĩ ảo đâu. Không sợ đâu. Uy tín. Hello anh Long. Hôm nay anh cứu được ai ở tim? Thế nào, sao tự yên vào bảo là hôm nay anh cứu được một mạng người? Là sao không hiểu, không hiểu, ủa không hiểu là sao? Ý tức là anh có ca sen nhưng mà anh không tặng em hả? Được anh, được chưa anh? Có đứa idol đòi bỏ idol. Thế xong rồi làm sao ạ? Cái giọng giống em giống Google vậy. Thế hả? Anh là người đầu tiên nói cái câu đấy đấy. Kiểu giọng em nó cứ ngu 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 ấy là vậy. 1 triệu được bao nhiêu ca sĩ? 1 triệu được 2k. Được 2k, 1 2k 2 gì đó. 1 triệu được. Sao rút tim cười gì cười từ đầu đến cuối thế? Thế là làm sao? Hôm nay có một bạn đòi bỏ idol thì xong rồi làm sao nữa? Thế nào mà anh cứu đời của cô gái đó? Là sao? Không hiểu. Anh không làm gì đâu, anh thề. Anh không làm gì đấy, anh không chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Anh có làm gì đâu. Ủa, thế làm sao? Anh cứu làm sao được người ta? Thế rồi anh cứu người ta kiểu gì vậy? Anh vừa bảo anh cứu người ta. Anh toàn chửi nó. Thế xong rồi làm sao nữa? Anh kể đi, anh kể liền mạch nữa. Anh có thể kể liền mạch được không? Sao xem em à? Em có thể liền mạch một phát được em? Em ngồi em hỏi nhiều em bực mình quá à? Câu anh nên anh nói cho nhanh, đợi em một giây cuộc đời. Buồn rồi. Là sao không? À đây rồi. Rộn tình. Đây 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 đây. Có bài này hay nè. Tự nhiên muốn nghe cái bài này ghê luôn. Ô mọi người kể đi. Rồi team có thể kể một liền mạch một câu được không? Cào phím hơi chậm nhở? Em cũng bực mình ghê luôn ý. Rồi anh nổ đi. Anh nổ cái câu chuyện của anh đi rồi sau cô đấy làm sao? Rồi sau khi mà anh chửi thì người ta sẽ nói như nào? Phải em cho em vả đó. Mì đang đâm trọt. Sao im vậy mì ơi? Anh ơi hôm nay hôm qua mì mới gãy nhiều lắm á. Nói chung là lúc nào ông ấy vào ông mới cũng than em là ông gãy nhiều quá à. Khổ thân. Mà mình cũng cay á. Mình cũng buồn theo á. Thấy các anh bị gãy xe lát nhiều cũng bực mình. Gãy chi ạ? Gãy có vài trăm ca thôi. Chưa mấy đâu. Anh đang kéo cho nó thua. Là nó bỏ idol á. Anh đang kéo cho nó thua. Không là nó bỏ idol. À tức là em hiểu rồi. Ý tức là cái cô bé này cô ấy chơi salad đúng không? Thế rồi thua nhiều quá đúng không? Cô ấy định là bỏ idol đúng không? Thế xong rồi là anh đang kéo lại cho cô ấy để cô ấy thắng đúng không? Mà bảo cô ấy là nếu mà thắng thì có chia thù lao cho dâu không? em chào cô bạn Liệt. Dâu xinh còn thông minh nữa. Hello anh cu. Hello chim cò. Hay quá nhiều rồi. Bỏ follow anh đi. Anh cho cái kiếm. Anh nghĩ em bị bán đứng anh.